Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hủy đấu thầu quốc tế dự án cao tốc Bắc Nam. Bộ Giao thông Vận tải hủy kết quả sơ tuyển đấu thầu quốc tế đối với dự án cao tốc Bắc Nam và điều chỉnh để đấu thầu rộng rãi trong nước. Ngày 24 tháng 9, Bộ Giao thông Vận tải phát thông cáo về sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu quốc tế đối với 8 dự án thành phần theo hình thức đối tác công tư PPP của tuyến đường cao tốc Bắc Nam phía Đông. Theo đó, đến cuối tháng 7, sau 2 tháng kể từ lúc phát hành hồ sơ mời sơ tuyển bên mời thầu, các ban quản lý dự án của Bộ Giao thông Vận tải đã nhận được 60 bộ hồ sơ dự tuyển. Kết quả đánh giá bên mời thầu và quá trình thẩm định của các cơ quan nhà nước cho thấy 4 dự án không có nhà thầu đầu tư vượt qua hồ sơ sơ tuyển, 2 dự án chỉ một nhà đầu tư vượt qua sơ tuyển, 1 dự án có từ 2 nhà đầu tư và 1 dự án có 3 nhà đầu tư vượt qua sơ tuyển. Như vậy, số lượng nhà đầu tư vượt qua sơ tuyển không nhiều, tính cạnh tranh không cao. Thông cáo của Bộ Giao thông Vận tải nêu, trước thực tế trên, Bộ Giao thông Vận tải quyết định hủy hồ sơ tuyển hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế, điều chỉnh hồ sơ mời sơ tuyển phù hợp với hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước để lựa chọn nhà đầu tư cho 8 dự án PPP. Việc này được cho sẽ giúp đảm bảo an ninh quốc phòng, phát triển năng lực doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng. Trước đó, Ban Quản lý Dự án thuộc Bộ Giao thông Vận tải cho hay trong số 60 bộ hồ sơ sơ tuyển đợt mời thầu quốc tế này, nhà thầu Trung Quốc áp đảo 30 bộ hồ sơ, đơn vị độc lập hoặc liên danh tham gia sơ tuyển tại tất cả 8 dự án, còn lại 15 bộ hồ sơ quốc tế của các nhà đầu tư Hàn Quốc, Pháp, Philippines. Các doanh nghiệp Việt Nam chỉ có 15 bộ hồ sơ tham gia sơ tuyển. Đợt sơ tuyển này vắng bóng nhà đầu tư Nhật Bản và một số nước châu Âu, mặc dù trước đó tại hội nghị xúc tiến đầu tư của Bộ Giao thông Vận tải khá nhiều nhà đầu tư Nhật Bản, Âu Châu tham gia. Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam là công trình quan trọng quốc gia ưu tiên đầu tư trong giai đoạn 2017-2020 đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư và được bố trí vốn với 11 dự án thành phần ngoài 3 dự án đầu tư công, 8 dự án theo hình thức đối tác công tư PPP. Loại hợp đồng BOT được đấu thầu quốc tế, sơ tuyển hồ sơ nhà đầu tư. 8 dự án này gồm các tuyến Mai Sơn, quốc lộ 45, quốc lộ 45 Nghi Sơn, Diễn Châu, Bãi Vọt, Nha Trang, Cam Lâm, Vĩnh Hảo, Phan Thiết và Phan Thiết, Đồng Nai. Dự kiến tổng mức đầu tư 8 dự án trên khoảng 100.000 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư nhà nước 40.360 tỷ đồng dành cho giải phóng mặt bằng và tái định cư. Thông tin Bộ Giao thông Vận tải hủy hồ sơ tuyển đấu thầu dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam và ưu tiên cho các nhà thầu trong nước đã tạo nên một làn sóng phấn khích trong một bộ phận dư luận xã hội. Luồng dư luận này cho rằng Đảng và Nhà nước ta và Bộ Giao thông Vận tải đã tiếp thu và lắng nghe ý kiến phản biện của người dân nên mới có chỉ đạo hủy bỏ như thế. Trước đó, khi quan chức Thứ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông lộ ra âm mưu kết quả trúng thầu sơ tuyển cao tốc Bắc Nam là tài liệu mật, dư luận xã hội đã dậy lên làn sóng phản đối. Cùng lúc, một bản kiến nghị được một tổ chức xã hội dân sự và nhiều trí thức người dân ký tên đòi công khai vụ việc này và loại các nhà thầu Trung Quốc khỏi dự án cao tốc Bắc Nam vì lo bị Trung Quốc lũng đoạn về an ninh quốc phòng trong dự án này. Cũng không ít dư luận yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải phải từ bỏ dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam vì quá tốn kém, dự toán lên đến 15 tỷ đô la trong khi ngân sách eo uột và luôn phải bù chám bằng cách bóp hầu bóp họng dân chúng. Trạng thái phấn khích của một số người dân thậm chí còn vượt quá sự mong đợi của chính quyền, chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải được hoan nghênh vì đã sáng suốt, hành động dũng cảm và một quyết định hợp với lòng dân. Trong khi đó, một luồng dư luận khác có vẻ chính trị hơn đã nhìn nhận vụ việc hủy bỏ trên như một dấu hiệu thoát chung, đặc biệt là thoát chung bằng hành động chứ không chỉ bằng lời nói của nội bộ đảng cầm quyền.
Vậy có thực sự Bộ Giao thông Vận tải và cao hơn cơ quan này là Chính phủ của Bộ Chính trị Đảng hủy bỏ sơ tuyển đấu thầu quốc tế dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam và ưu tiên cho các nhà thầu trong nước là do đã tiếp thu và lắng nghe ý kiến phản biện của người dân? Nếu quả thực đã có thái độ tự giác lắng nghe hoặc không thể bỏ qua phản ứng của dư luận xã hội, tại sao Bộ Giao thông Vận tải và các cơ quan của Đảng và nhà nước ta lại chưa bao giờ hồi đáp một kiến nghị nào của các tổ chức xã hội dân sự về chuyện làm đường xá, cầu cống, sân bay? Và nếu Bộ Giao thông Vận tải đã biết tiếp thu phản biện xã hội của người dân về mối nguy nhà thầu Trung Cộng trong dự án hạ tầng cơ sở, thì tại sao bộ này vẫn triển khai dự án sân bay Long Thành có giá trị lên tới 18 tỷ đô la trong tình trạng ngân khố không đào đâu ra tiền để xây sân bay, trong khi dậy lên dư luận về việc dự án này phải vay mượn tiền của ngân hàng và các doanh nghiệp Trung Quốc, và việc xây sân bay Long Thành là nhằm thoát hàng đất nền với giá cao của các quan chức và đại gia cùng lúc dìm hàng sân bay Tân Sơn Nhất? Hoặc nếu Bộ Giao thông Vận tải cực chẳng đã phải nhượng bộ trước phản ứng của người dân về dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam, thì tại sao bộ này lại không hề chịu nhượng bộ khi vẫn mưu toan lập dự án và triển khai dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam có kinh phí tới gần 60 tỷ đô la, tương đương với hơn 1/3 GDP quốc gia, bất chấp phản ứng của dư luận xã hội đối với dự án này còn mạnh mẽ hơn so với dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam? Không thể phủ nhận nhiệt tình và công sức vận động của một số tổ chức xã hội dân sự trong yêu sách thoát chung ở dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam, nhưng thực trạng chính quyền vẫn rất trịnh thượng và chưa có bất kỳ dấu hiệu nào muốn đối thoại với giới này, đã đặt ra nghi vấn lớn về việc chính quyền đó có thực tâm lắng nghe và tiếp thu phản biện của người dân về dự án này hay không, và nêu lên hoài nghi về lời khen ngợi vội vã về chính quyền đã dũng cảm thật ra có xứng đáng hay không. Ở một góc độ khác, cần xem xét vụ hủy bỏ sơ tuyển đấu thầu dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam trong một bối cảnh đặc biệt xung đột Việt-Trung, đó là vụ Trung Quốc điều động tàu thăm dò địa chất Hải Dương 8 cùng với nhiều tàu hải cảnh hộ vệ cho tàu này xâm phạm khu vực bãi Tư Chính của Việt Nam từ đầu tháng 7 năm 2019 đến tận bây giờ. Vụ việc xâm phạm và gây hấn leo thang trên có lẽ đã khiến cho Nguyễn Phú Trọng và tất cả những quan chức nào còn mơ màng về 4 tốt và 16 chữ vàng vỡ mộng. Nhìn nhịn thì nó tha cho. Sau nhiều năm, lần đầu tiên Đảng Em Việt Nam mới dám phát ra công hàm để phản đối Đảng Anh Trung Quốc. Cũng sau nhiều năm, lần đầu tiên yếu tố an ninh quốc phòng được nhấn mạnh trong dự án có vốn đầu tư nước ngoài bởi chính một nghị quyết của Bộ Chính trị Đảng vào tháng 8 năm 2019. Mặc dù chẳng có kênh báo đảng nào hé miệng, nhưng ai cũng hiểu rằng yếu tố nhạy cảm về an ninh quốc phòng trong dự án có yếu tố nước ngoài chính là Trung Quốc. Quốc gia đã đầu tư rất nhiều vào hệ thống hạ tầng cơ sở của Việt Nam và biến nơi đây thành một bãi rác công nghệ khổng lồ. Đồng thời, tại một số tỉnh thành trọng yếu của Việt Nam đã diễn ra phong trào bắt Trung Quốc, đường dây đánh bạc do người Trung Quốc tổ chức, đường dây SET cũng do Trung Quốc lập ra, hàng loạt người Trung Quốc ăn trộm ATM và dùng thẻ tín dụng giả. Những vụ tội phạm đó đã tồn tại từ rất lâu nhưng cho tới nay mới được công an xử lý, cứ như thế mới lần đầu tiên được phát hiện. Quá trình lập hồ sơ và xây dựng cơ chế sơ tuyển đấu thầu quốc tế dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam lại rơi trúng vào thời điểm gấu ó như thế giữa hai đảng anh em Việt Nam và Trung Cộng. Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng và Bộ Công Thương vốn là ba bộ bị dư luận xã hội Việt Nam lên án dữ dội về thành tích nối giáo cho giặc, bởi trong suốt nhiều năm các bộ máy này đã kiến tạo cơ chế tổng thầu cho doanh nghiệp Trung Quốc có thời điểm lên đến 90% trong số dự án gọi thầu, mà dự án đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông do Trung Quốc thầu là một điển hình về đội vốn kéo dài thời gian và bệ rạc về chất lượng đã giúp cho hàng Trung Quốc tràn vào thị trường Việt Nam và giết chết nhiều doanh nghiệp sản xuất hàng trong nước. Cũng từ nhiều năm qua, các bộ trên cùng nhiều nhân sự cao cấp, trong đó bị dư luận xã hội xem là nhóm thân Trung đối lập với một ít quan chức được xem là thân Mỹ.
Thế nhưng bất chấp phản ứng của dư luận xã hội, nhóm thần trung vẫn tắc hoài tắc quái không chỉ suốt triều đại của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mà còn kéo sang cả thời kỳ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Trong khi đó, vẫn chưa có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy trong nội bộ đảng đã hình thành phe thân Mỹ mà chỉ có những quan chức muốn giảm bớt sự phụ thuộc của kinh tế và chính thể Việt Nam vào Trung Quốc, tạm gọi phe này là giãn trung. Chỉ đến năm 2019, tình hình và tương quan lực lượng trong nội bộ đảng Cộng sản Việt Nam về quan điểm đối ngoại mới có một chút thay đổi. Vụ hủy bỏ cơ chế sơ tuyển đấu thầu quốc tế dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam tuy chỉ là một vụ việc nho nhỏ nhưng có thể xứng đáng là một sự kiện lịch sử, là một bằng chứng chưa có tiền lệ về tương quan nhỉnh hơn của phe giãn trung so với phe thân trung. Sau nhiều năm giằng co, thậm chí phe giãn trung còn phải chịu lép vế trong nhiều thời điểm. Vô tình hay hữu ý, ngay sau vụ hủy bỏ trên, có đến 3 thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã bị cấp trung ương thi hành kỷ luật, trong đó có Thứ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông, tác giả của âm mưu tổng kết kết quả đấu thầu cao tốc Bắc Nam vào danh mục tài liệu mật. Thế nhỉnh hơn của phe giãn trung còn có thể dần biến thành thắng thế đa số nếu sắp tới Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng, quan chức đã trốn đi Trung Quốc suốt từ đầu năm 2019 đến nay, thực sự có một chuyến đi Washington gặp Tổng thống Hoa Kỳ và hai bên đạt được kết quả nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược cùng với động thái quân cảng Cam Ranh, nơi khống chế đến 2/3 Biển Đông, được Việt Nam thỏa thuận cho Mỹ làm căn cứ hậu cần. Cũng không loại trừ một giả thiết có tính hy vọng, nếu xu thế từ nhỉnh hơn đến vượt trội trên sẽ dần biến thành hiện thực. Phải chăng trong vụ hủy bỏ cơ chế sơ tuyển đấu thầu Trung Quốc dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam đã có tác động từ gợi ý của người Mỹ? Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp chúng tôi thực hiện cái chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về cái chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong cái chương trình kế tiếp của chúng tôi.